Công ty Cổ phần Sữa DHI, từ nhiệt đam đến sản phẩm sữa bột hoàn hảo. Trải qua bao thách thức và cống hiến, công ty Cổ phần Sữa DHI tự hào khẳng định mình là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất sữa bột chất lượng. Kết nối yêu thương, nuôi dưỡng tương lai. Với sứ mệnh nuôi dưỡng sức khỏe cho mọi gia đình Việt, DHI chú trọng vào từng chi tiết nhỏ trong quá trình sản xuất. Từ nguồn sữa tươi nguyên chất đến công nghệ chế biến tiên tiến, chúng tôi đảm bảo mỗi hạt sữa bột mang đầy dinh dưỡng và yêu thương. Đột phá trải nghiệm Sản phẩm đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi. Chúng tôi không ngừng đổi mới để tạo ra các dòng sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu. Sữa bột cho trẻ em, cân đối dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển trí não và thể chất. Sữa bột cho người già, bổ sung năng lượng, chăm sóc sức khỏe khớp và xương. Sữa bột đặc biệt, các sản phẩm dành riêng cho người muốn giảm cân, tăng cường sức đề kháng và nhiều hơn nữa. Sứ mệnh xanh, bảo vệ hành tinh. DHI không chỉ chú trọng sản phẩm mà còn tận tâm với môi trường. Quy trình sản xuất thân thiện và bao bì tái chế thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với sứ mệnh xanh. Phân phối rộng khắp, sẵn sàng phục vụ. Hệ thống phân phối của DHI hiện diện trên khắp cả nước, đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Công ty Y cổ phần sữa DHI kính mời bạn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình mang đến sức khỏe và niềm vui cho mỗi gia đình Việt. Hãy trải nghiệm và yêu thương, vì trong mỗi hạt sữa bột DHI đều chứa đựng sự nhiệt tình và trách nhiệm của chúng tôi. Website công ty y cổ phần sữa DHI.Vietnam Số điện thoại 0888 640 999